Hello nha, chào các bạn đến với kênh Quay Thể Thao nha. Thì cái màu nước mình sẽ để cho bạn coi clip này à, các bạn thấy không? Thì dù cho các bạn muốn trải nghiệm loại quay lạ nhất từ trước tới giờ, tại quay thường nó sẽ đến từ sữa, uống nó giống như uống sữa. Còn này là mình uống giống như là nước ép trái cây. Thứ hai là nó không có gây nóng, không có nổi mụn, đảm bảo luôn, bởi vì nó bỏ hết tính sữa ra rồi. Hello nha, chào các bạn đến với kênh Quay Thể Thao nha. Thì hồi sáng mình mới về được cũng khá là nhiều leo quay này. Thì leo quay này thì trước đó mình cũng có làm một video để mà review ở góc này nè, thì các bạn xem nha. Thì cái loại này là loại quay trái cây. Quay trái cây là sao? Đó là quay làm từ sữa, nhưng mà người ta khử hết, người ta clear nó ra hết, thì nó chỉ còn cái mùi vị trái cây thôi, còn cái tính sữa rồi nó người ta lọc hết. Thì hôm nay mình về hai vị này, vị cam nè, cái màu cam cam này nè, cam, còn cái màu xanh xanh đỏ này thì nó sẽ là dưa hấu nha các bạn. Đó, thì cái bịch lúc trước á mình dùng cái loại sample quay cho bạn coi thử vị luôn. Còn cái này là cái bịch khoảng 35 serving đến từ hãng Upline Nutrition, cùng hãng với lại ABE. Trời, 35 serving nha các bạn. Thì giá chưa tới 1 triệu mà các bạn được dòng Hydrolyte lọc ra từ quay, xong rồi quay concentrate đúng không, lọc ra thành quay isolate, xong rồi nó Hydrolyte nên là nó đã qua 3 công đoạn rồi, cho nên loại quay này khá là chất lượng rất cao, ngang với Isopro các bạn. Nhưng mà được cái là nó bỏ hết tính sữa của nó đi rồi, cho nên mình uống vô mình không có cảm thấy nó khó chịu gì đâu, rất là nhẹ bụng. Hai cái bịch này là khác nhau, một cái là đáy nhỏ, đáy nhỏ mà cái thành miệng nó to, còn cái vị dưa hấu là thành miệng nó bằng như là cái đáy luôn à. Nó nhìn giống bịch mát mà thu nhỏ đó, chắc lại nó giống y chang bịch mát à. Đây là tem phụ nè các bạn, của công ty Madi. Công ty Madi là chuyên về Upline Nutrition. Thì để mình nhìn phía sau thành phần nó có cái gì nha. 21g protein với 5g BCA, chỉ có 1g carb thôi, 90 calo và hàm lượng đường rất là thấp. Thì cái này nó không gây béo cho các bạn nha, được kiểm nghiệm và sử dụng rộng rãi trên các vận động viên theo phong cách mùi vị trái cây ngon, được chứng cấp chứng chỉ HALA là một chứng chỉ của đạo hồi, tiêu chuẩn chất lượng của đạo hồi. Tiếp theo sẽ là cái thành phần của nó nè, một serving là 25g thì cho mình 90 calo nè. Chất béo của nó cũng khá là thấp, 0,12g à. Carbohydrate của nó 1g, CA của nó là gần 5g nha các bạn, 4,8g. Protein hơn 21g. Muối 0,07g, thì muối rất là ít. Rồi thành phần của nó nè, 95% là Hydrolyte, thành phần khá là cao cấp. Cách dùng của nó, muỗng 25g pha lại 400ml nước, người ta khuyến nghị như vậy để uống cho nó khỏi bị ngán các bạn. Tại cái cây mà đậm đào quá thì sợ các bạn cảm thấy nó ngán, nó ngọt ngọt nhưng mà không có đường, không gây béo nha bạn. Đã sử dụng là 2024 tháng 3 đến từ nước Anh. Rồi thì cuối cùng là loại quay này dành cho ai mà sử dụng được hợp lý với loại quay này, thì dành cho các bạn muốn trải nghiệm loại quay lạ nhất từ trước tới giờ. Tại quay thường nó sẽ đến từ sữa, uống nó giống như uống sữa. Còn này là mình uống giống như là nước ép trái cây. Thứ hai là nó không có gây nóng, không có nổi mụn, đảm bảo luôn, bởi vì nó bỏ hết tính sữa ra rồi. Nó chỉ có protein và mùi vị của nó là y chang như nước trái cây, uống giống như là BCA vậy đó. Thì
hiện cái màu nước mình sẽ để cho bạn coi clip này. Đó, các bạn thấy không, nước y chang như là nước ép trái cây đó. Và đối tượng sử dụng thì bạn nào mà uống quay cảm giác nóng á, có stress rồi đó, thì sẽ đổi qua dòng này, bởi vì dòng này là dòng cao cấp rồi. Vậy là có hai đối tượng nha, cần chuyển qua nha. Thì một là các bạn nha, một là quay cao cấp không dễ nóng, và một loại một đối tượng khác là đối tượng muốn sử dụng trải nghiệm là quay lãng nhất từ trước tới giờ, quay trái cây không có tính sữa. Vậy thì loại này đang là giá hiện tại, đang là giá cũ chưa lên giá, chỉ có 900 mấy thôi, gần 1 triệu, mà được 35 serving. Thì nếu mà chia ra thì nó sẽ ngang bằng với lại một serving của nó sẽ ngang bằng giá đó là Acer Pro này là khoảng 27 ngàn á. Thì mức giá này cũng là mức giá cao cấp cho loại quay Hydrolite. Cái này nó mùi vị của nó là nó làm theo công nghệ của nó, công nghệ nó khó hơn cho nên giá nó cao hơn, giá nó đắt hơn các bạn, tại vì một số bên này chỉ 21 gram protein thôi, còn một số bên này nó tới 27 gram protein. Thì ISO Pro vẫn là cao cấp và giá mềm hơn, còn Leeway này mùi vị độc lạ hơn nhưng mà giá thì cũng là cao cấp luôn. Thì các bạn nếu mà các bạn thích thì liên hệ mình nha, subscribe và liên hệ mình ở số Zalo này, mình biết thì mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn. Hoặc là các bạn có thể xem video mình review lúc trước á, mai mình về thêm rất là nhiều ISO HD và Outlet nha. Outlet mình sẽ trở lại với giá cũng mềm hơn một xíu so với lúc trước nha. Outlet bây giờ trở lại giá mềm, tại vì có công ty Best Nutrition nhập khẩu nuôi cát rồi, cho nên là EA và Outlet giá nó sẽ mềm hơn. Thì mai mình sẽ về và quay cho bạn coi nha. Outlet hũ 20 serving. Thì cái này các bạn biết rồi mà đúng không? Outlet này là pre-workout rất là mạnh, hỗ trợ các bạn tăng sức mạnh trước tập á. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Bye bye.